con được đứng trên sân khấu rất là nhiều khán giả nên là con hơi bị sợ. Còn sao? Thị Nhân thân mến, thưa quý vị, đây là lần đầu tiên mà Thị Nhân đứng với 30.000 khán giả đông như thế này trên sân khấu. Và hồi nãy thì anh Khang có đứng ở trong khán đài thì có thấy em gửi lời chúc đến tất cả các chị, các cô, các mẹ nhân ngày 20 tháng 10. Và cũng thay mặt cho 30.000 khán giả đây cũng như là Jenny Lever, hai ngày nữa là cũng tới ngày của em đó. Em cũng là một trong những đại diện của phụ nữ, cho nên cũng xin chúc cho em sẽ ngày càng hát hay, xinh đẹp và học giỏi hơn nữa nha. Có thể dành một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần của Thiện Nhân. Cảm ơn em rất nhiều.